Thưa quý vị và các bạn, Lục Sơn là xã miền núi cách xa trung tâm và khó khăn nhất của huyện Lục Nam. Với phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, thôn cuối cùng của địa phương cũng đã có điện lưới cách đây vài năm. Thế nhưng do địa hình xa nên chất lượng điện lưới ở đây còn kém và đã phần nào ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đầu năm mới này khi 4 trạm biến áp mới đóng điện thì mọi chuyện đã được cải thiện, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày đầu xuân năm mới, cả gia đình anh Đặng Văn Lâm, dân tộc Dao, xã Lục Sơn cùng quây quần theo dõi các chương trình truyền hình. Trước đây, nhiều thời điểm trong ngày, đến TV còn khó xem được vì điện năng quá yếu. Ngày xưa điện ở đây rất là yếu, nhưng từ lúc lắp cái trạm mới này điện rất là khỏe, không phải như ngày xưa nữa. Bây giờ nấu cơm, nấu thiết bị, bây giờ cắm các loại điện bây giờ là không yếu nữa. Từ khi trạm biến áp mới ở gần nhà đóng điện, gia đình ông Triệu Văn Nhân còn kinh doanh thêm cả nghề xay sát gạo để phục vụ bà con trong thôn. Điện năng được cải thiện nên ngoài các thiết bị thông thường, ông còn sắm thêm cả máy giặt, tủ lạnh, những vật dụng trước đây khó sử dụng được vì điện năng yếu. Cứ tầm độ 4 giờ chiều trở lên tới 9 giờ đêm là không sát được gạo. Cứ 4 giờ chiều đổ lại, ban ngày thì sát gạo thì mới sát được, ban ngày nhiều khi vẫn còn yếu. Thế là cho đến bây giờ, từ khi là có đường điện nông thôn 2, bây giờ máy sát, bây giờ tôi chạy cả củ xay, cả củ sát luôn, chạy cả hai máy rất là khỏe. Lục Sơn là xã miền núi khó khăn nhất của huyện Lục Nam. Bán kính cấp điện nơi sâu nhất lên đến khoảng 4 km. Ở các thôn khó khăn như Đồng Vành 2, Rừng Long, người dân phải tự kéo điện từ đường điện chính về nhà nên điện áp thấp, chất lượng kém. Tuy nhiên đầu năm mới này, địa phương đã được ngành điện quan tâm đầu tư 7,3 tỷ đồng, xây dựng thêm 4 trạm biến áp, hệ thống đường dây trung áp, hạ áp. Cả 4 trạm khi đóng điện và đi vào vận hành đã rút ngắn khoảng cách bán kính cấp điện. Việc cấp điện của cái xã vùng sâu vùng xa thì điện lực Lục Nam đã tập trung trước Tết là những công việc là như cải tạo, lập phương án thường xuyên, tráo đổi 12 máy biến áp để nâng công suất của các trạm biến áp. Nữa là lập phương án thay sứ trung thế khoảng 1.000 quả sứ, hai đường dây 475, 476 E7.14 để nhằm đảm bảo cái độ tin cậy lưới điện và đảm bảo cung cấp điện liên tục an toàn. Điện, đường, trường trạm được quan tâm đầu tư cải thiện, đời sống của người dân xã Lục Sơn sẽ từ đó mà đi lên. Người dân có điều kiện đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dần xóa được đói và giảm được nghèo.